Tổng Cục Thủy Lợi cho biết hiện cả nước có khoảng gần 90.000 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt, trong đó khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện có gần 67.000 hộ, tiếp đó là khu vực miền Trung và Tây Nguyên với gần 23.000 hộ. Địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất là Sóc Trăng với 19.000 hộ dân, Cà Mau là 17.500 hộ dân, Bến Tre là 12.000 hộ dân, Kiên Giang khoảng 10.300 hộ dân. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở khu vực miền Trung với khoảng 17.600 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt, trong đó lớn nhất là Bình Thuận trên 11.500 hộ, Quảng Bình khoảng 3.000 hộ, Quảng Ngãi 1.600 hộ, Phú Yên khoảng 1.100 hộ. Tại khu vực Tây Nguyên, gần 5.000 hộ dân cũng đang trong tình trạng thiếu nước, Kon Tum gần 1.800 hộ, Đắk Lắk gần 1.400 hộ, Gia Lai gần 1.200 hộ, Lâm Đồng gần 600 hộ. Đáng lưu ý, khu vực Tây Nguyên hiện là nơi có nhiều diện tích cây trồng khát nước nhất với trên 20.750 ha, trong đó nặng nhất là tại 3 tỉnh Đắk Lắk gần 9.500 ha, Đắk Nông trên 9.400 ha và Gia Lai trên 1.900 ha. Khắc phục thiếu nước, các ngành chức năng và nhiều đơn vị thiện nguyện, chính quyền đã chủ động dùng xe bồn, xà lan chuyển nước ngọt đến chia sẻ phần nào khó khăn cho người dân là việc làm rất đáng trân quý. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng cũng như các khu vực khác cần có những giải pháp căn cơ để cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân và điều tiết hợp lý cho vùng sản xuất nông nghiệp.